Kamal Jenderal Borobudur. Với giá là 3.300.000 đồng, sẽ đáp đủ 6 chế độ. Nó và riêng cái phần input thì nó có rất nhiều chế độ chuyển nhạc đầu vào cho anh em, như AUX1, AUX2, Bluetooth, cổng quang và USB. Ok chưa? Đấy. Và đằng sau thì nó có tới 2 cổng mic để chúng ta cắm, và mặt trước này nó có 2 cổng mic cho anh em cắm. Nói chung là đây là một cái dòng vang thực sự với anh em là nó rất là chuyên nghiệp anh em nhé. Và nó có 2 cổng mic, hai đường mic riêng biệt, có thể là một mic chúng ta sử dụng là echo và một mic là reverb, đúng không ạ? Cái thiết bị thứ ba đó là một cái quản lý nguồn, đây là một dòng quản lý nguồn P9, đằng sau nó tới 8 cổng cắm anh em nhé. Đây là con quản lý nguồn chúng ta sử dụng, nó rất là thuận tiện trên một bộ dàn karaoke, không thể thiếu được bây giờ, rất là thuận tiện. Chúng ta chỉ cần tắt mở đi, ví dụ chúng ta chỉ cần tắt mở đi, em sẽ tắt luôn nhé anh em nhé, tắt đi đúng không ạ, thì tất cả các thiết bị này, nó sẽ tắt này, từ đấy này đúng không ạ, đó, cho đến này, đấy, vang, mic, ok chưa ạ, khi chúng ta bật lên,
Đấy, khi chúng ta bật lên này thì nó sẽ là bật từ mic này, vang này. Đấy, tiếp theo sẽ là một cục đẩy anh em nhé. Khá là ok. Chỉ là có 1.600.000 đồng thôi. 1.600.000 đồng cái con quản lý nguồn này. Thiết bị thứ tư đó là một cục đẩy F7409. Đây là một cái dòng đẩy 4 kênh. Công suất nó cho ra là 900W một kênh. Và con này nó chạy mạch class 2H. Mạch class 2H. Thì với cái cục đẩy này mỗi kênh anh em có thể chơi được một cặp loa full 30. 4 kênh này em có thể chơi được 4 cặp full 30 rồi. Quá là ok, thực sự với anh em đây là cục đẩy quá là khỏe, chất âm hay. Và mỗi con này em có thể chơi được một quả sub 40, quả sub 50 tùy anh em. Công suất chuẩn cho ra 900W trên một kênh. Và hiện nay thì cục đẩy này bên em đang bán với giá là 8.600.000 đồng anh em nhé. Cái thiết bị thứ 5 đó là một con sub. Như anh em nhìn thấy đây là một con sub hơi 40 của lớn nhau con tích TVK15S. Trên bộ dàn hiện đại thì chúng ta thường thì bây giờ em thấy anh em là đa số chơi sub nhiều. Bởi vì chơi sub nó rất là uy lực, rất là uy lực, đánh rất là sâu anh em nhé. Thành vách rất là chắc. Đây là con sub nhập khẩu chính hãng của lợi luôn, nhập về nguyên thùng gỗ cho anh em nhìn cái căng này, rất là chất lượng, rất là xịn sò của cái dòng lợi Autotic. Cái giá con sub này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 6.500.000 đồng. Con này từ 220 quay 100, tiếng sub ra rất là uy lực, em đã test rất là nhiều rồi. Và cuối cùng thì sẽ giới thiệu với anh em một cặp loa. Đây là một cặp loa JBL bass 30. Con này thì check veo và bass từ thường anh em nhé. Nhập khẩu chính, nhập khẩu luôn. Đây là hàng nhập khẩu, hàng loại 1. Xin giới thiệu anh em nhé, hàng loại 1. Rất là chất lượng của JBL. Cặp loa này là dòng loa full 30. Cái tiếng của nó ra rất là đều dài và khi ta nghe nhạc thì rất là ok. Và đặc biệt là hát karaoke. Giá của cặp loa này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá mà 8.500.000 đồng. Đây là một mẫu loa khá đẹp và anh em có thể để kệ và chúng ta để treo lên thì tùy anh em, đúng không ạ, tùy gia đình chúng ta, tùy được phòng. Rất là ok đúng không ạ. Thì vừa rồi thì em cũng giới thiệu với anh em một bộ dàn karaoke trị giá là 31 triệu. 31 triệu anh em nhé. Anh em nào đang có nhu cầu mua sắm cái thiết bị dàn karaoke cho gia đình chúng ta vào cái dịp cuối năm thì anh em không nên bỏ qua cái video này của bên em. Thực sự với anh em đây là bộ dàn quá là hay luôn. Đấy. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video của bên em. Anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like và đăng ký kênh. Bạn nào có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.